Xin chào tất cả quý vị anh chị em và các bạn. Chương trình audio lên sóng với các bác và tất cả các quý vị anh chị em một cái bộ dàn Kenwood. Bộ này thì em đánh giá là nó cực kỳ là đáng chơi. Đấy, đặc biệt là với các bác anh em mình nào yêu thích cái sự khám phá, yêu thích tìm tòi vọc vạch thì các bác tham khảo cái mẫu này giúp em nhé. Đấy, model của con này là Kenwood Z. Các bác chờ xíu. À không phải, con này là con Kenwood L100. Kenwood L100 các bác nhá. Đó. Con này rất hay là nó có các cái tùy biến. Thứ nhất là có super bass chỉnh 4 cấp độ này. Đấy. D bass này. 1 2 3 4 cấp độ anh em nhá. Đây có 4 cấp độ D bass. Đấy. Thứ hai nữa là anh em có chỉnh equalizer. Equalizer đây thì nó có các chế độ này, tự động này. Sort này. Đấy, clear này, han này, vân vân. Đấy, phí cân bằng này. Đấy, sort này. Anh em để han cho hay nhá. Để ấn nút này, còn bass ấn nút dưới này. Đấy, và ngoài ra nữa. Đấy, kèm theo cái điều khiển thì anh em có thể tùy biến được equalizer luôn. Rất là hay ở cái tính năng này. Đây các bác nhìn nhá, em ấn nút này. Ấn nút này. Đấy, nó sẽ ra cái equalizer nhá. Anh em có thể tùy biến này, nút sang trái sang phải lên xuống để tăng giảm giá trị. Đây ví dụ em tăng em sang bên trái này, em tăng cái giá trị bass lên cao nhất này. Đấy, max là 8 này đúng không? Em chuyển sang bên cạnh này, chuyển tiếp này. Chuyển sang trái phải, anh em nút trái phải đấy nhá. Đấy. Đấy ví dụ tiếng lời, tiếng check em nướng lên cao nhất này. Cái này anh em hiểu về equalizer anh em sẽ rất là thích thú. Đúng không ạ? Đấy, thế là anh em có thể tùy biến được equalizer theo ý mình thông qua chiếc điều khiển học này anh em nhá. Đấy. Và đặc biệt là cái dàn này nó thiết kế nó thật sự nó hơi dở hơi ở cái chỗ là cái cổng D audio trên điện thoại em đang chơi đây này. Đây, đang chơi điện thoại đây nhá. D audio này không có chuyển ở trên máy. Đấy. Nhưng rất may em đã có một chiếc khiển học đấy cho các bác, cho nên là các bác chuyển ở trên khiển nhá. Đây mình sẽ chuyển ở cái nút này. Đây. Audio đây, mình ấn vào nút này thì là tự động nó chuyển về chế độ D audio để chơi ở cái cổng điện thoại này nha các bác nhá. Đấy. Cái con này nó hơi dở hơi như vậy. Thế thôi. Thế còn các cái tính năng khác thì nó đều có cả. Để mute tắt tiếng này. Đấy, equalizer các bạn ấn nút này. Đây để điều chỉnh equalizer này. Đấy, ấn nút này để chỉnh equalizer và lên xuống tăng giảm ở đây. Âm lượng thì đương nhiên ở đây rồi. Tắt nguồn ở đây các bác nhá. Đấy, tắt nguồn đây. Đấy, tắt bật nguồn. Rồi, tắt bật nguồn nha các bác nhá. Còn CD các thứ ấn nút ấn ở trên máy luôn được. Đây có máy chuyển đây. CD MD các thứ này. Đấy, điểm hơi tiếc ở con này đó là con này thì bao zin chưa cả tháo luôn. Nói chung là em bán hàng ít khi dọn. Con này em cắm USB 16GB không thấy nhận. Nhà em bây giờ không có những USB thấp hơn thì không biết là nó như nào. Thì thôi coi như em bán giá em sẽ không tính cái cổng USB nữa luôn các bác nhá. Bình thường những con mà nó chạy full, nhưng con này nếu mà chạy full thì giá tầm 1,5 triệu. Thì thôi, con này em không tính cổng USB nữa. Em trừ cho các bác 300 còn 1,2 triệu. Đấy. Còn cái cổng này vì nó không chạy vì sao thì có thể là nó chỉ chơi được các USB dung lượng nhỏ, hoặc cũng có thể là bên trong nó đang bị lỗi hoặc đang bị lỏng dây lỏng phích gì đấy, các bác tháo ra các bác kiểm tra nhá. Em không tính cổng USB nữa cho nhanh để bán nhanh gọn cho các bác thôi. Còn bây giờ em sẽ test các chức năng còn lại của bộ dàn đang còn hoạt động ok. Đầu tiên là tính năng điện thoại ok rồi các bác nhá. Đấy, con này tiếng cực kỳ hay luôn, Kenwood tiếng rất hay. Cái volume nó anh em nhìn này, cảm ứng này, không phải cảm ứng nhưng mà ý là nó xoay này. Đấy, nó xoay này, cái hiện đại luôn các bác nhá. Cái vòng bên ngoài cố định không xoay nhá, anh em xoay cái này thôi. Thiết kế rất hiện đại luôn. Hình như là theo điệu nhạc luôn. Đấy, rất là hiện đại luôn. Đó. À mình chạm vào nó mới ấy, chạm vào nó mới chớp. Con này rất là hay, rất là thích thú luôn. Rồi em chuyển test cái chức năng MD của nó. Rồi, em đã bỏ cái đĩa MD vào đây rồi các bác nhá. Đây, MD đã nhận bài rồi. À, đã chơi rồi đấy, cái bài 1 nó tiếng nó hơi bé, em chuyển sang bài 2 đi. Đây là một cái đĩa của Nhật thôi. Đấy. Bài 3 này. Mắt đọc các thứ là rất là tốt. Ok, em test nhanh thôi. Mình sẽ cho MD ra. Em test đĩa CD các bác nhá. CD rồi. CD con này đọc cũng rất là tốt luôn. Đấy. Đĩa quạc USB thì nó... CD chuyển bài nhá. À, đĩa quạc USB nó cũng đọc luôn. Ok. Đấy, CD MD là ok hết các bác nhá. Con này USB chơi luôn thì quá là hay. Nhưng mà thôi, không chơi thì em giảm giá. Từ 1,5 triệu em giảm còn 1,2 triệu thôi. Đấy, tặng kèm chiếc điều khiển.
để anh em, mà cái này không có điều khiển anh em cũng không thể nào mà chơi được cái DL rồi đâu, cho nên phải kèm luôn điều khiển cho anh em, đấy cũng là tặng luôn các bác. Đấy, giá 1,2 triệu. Đấy, con này thì ngoài ra có ở cái cổng nữa là cái cổng USB, xem nào, như có phải không nhỉ, em kiểm tra em nhớ nhầm đấy, đúng rồi, có cả cổng USB PC luôn. Đấy, con này nếu như các bác làm giải mã cho máy tính thì cũng ok đấy, em chưa test đâu nhưng chắc khả năng hoạt động ok. Đấy, USB PC. Đây là cổng xuất điện nó này, đây là chỗ bắt loa này. Đấy, thiết kế loa là vuông vắn đẹp, đây em có tiện thể em quay luôn phía sau, loa đầu máy vuông vắn đẹp hết, mặt trước mặt trên xung quanh đều đẹp hết. Đây, đấy, ở chỗ này hơi móp nhẹ này các bác này. Đấy, các bác có tháo được, các bác nắn lại là được, tháo ra đẩy lên tí là được thôi. Đấy, cái này là do vận chuyển thôi. Đấy, hình thức các thứ là đẹp ok. Đây, cái căng ở đây. Đấy, một chút xíu xích nhẹ ở góc này. Đấy, mỗi thế thôi. Còn cạnh loa là đẹp. Đấy, cạnh loa các thứ là đẹp ok hết các bác nhá. Mặt trước các thứ là ok rồi, giao diện mặt trước là đẹp rồi. Xung quanh các thứ viền trước là cũng còn lành. Nói chung 1,2 triệu cho các bác về bọc bạch. Quá rẻ luôn, cái bộ này nó rất là nhiều tính năng. Nó tương đối là hiện đại. Em thích cái tính năng chỉnh equalizer tự động của nó. À, và quên, equalizer theo ý mình của nó. Bình thường thì chỉ có tự động thôi, nhưng mà cái bộ này nó có cái theo ý mình, điều chỉnh lên xuống. Đấy, 1,2 triệu chưa kèm phụ kiện, kèm một chiếc điều khiển thôi nhá anh em, còn chưa kèm các phụ kiện khác. Ví dụ là dây rác hay đổi nguồn thì các bác phải mua thêm, các bác có thể mua bên em cũng được, có mua ở đâu cũng được, tùy các bác. Đấy, 1,2 triệu, các bác chuyển đủ em bao ship, các bác chuyển cọc thì em không bao ship, các bác chuyển cọc thì các bác cọc trước em 300. Đấy, đơn giản là thế thôi. Bác nào chốt thì nhắn tin vào số Zalo 0975 575 262. Rồi em xin phép được kết thúc cái video test tại đây.